Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, khi anh em xem được cái clip này có nghĩa là con gái tôi đã chào đời và tôi đang ở trong bệnh viện. Clip này là một trong 5 cái clip mà tôi sản xuất trước. Để trong cái quá trình mà tôi đưa vợ tôi đi đẻ thì anh em vẫn sẽ có clip để xem anh em nhá. Và đây nó sẽ là clip thứ 2. Anh em cứ đếm đến clip thứ 5. Đấy, sau cái clip thứ 5 mà tôi quay trở lại anh em nhá. Ok. Rồi, trận đấu này tôi chơi gì đấy? Thực ra tôi bây giờ tôi cũng chưa biết là chơi cái gì. Đấy. Bởi vì đã từ rất lâu rồi không có sự kết nối với anh em. Đấy, và tôi cũng chưa có gọi là xem lại xem là còn anh em nào có yêu cầu cái bộ gì không. Thế thôi, cái trận đấu này thì để thả thôi. Chơi cái gì chơi nha anh em nhá. Lại hai con zipper. Chả nhẽ lại chơi tiếp zipper à? Thôi cứ lóc lại cái đã anh em nhá. Chưa biết là chơi cái gì. Thực ra thì tôi cũng không có biết là anh em tương tác như nào. Bởi vì là cái clip làm với con zipper ấy, thực ra đến bây giờ ấy thì là tôi vẫn chưa có up lên. Đấy, tôi để dành. Tôi cũng chưa biết là không biết là anh em có yêu cầu tôi làm lại cái bộ đấy không. Khi mà trận đấu đấy tôi được có top 2 thôi. Đấy. Cái video đấy là cái video trước của video này. Tôi xuất bản trước. Thôi thì tôi cứ làm cái con zipper, nếu mà chả may mà nó cho nhiều thì tôi cứ làm con zipper. Đấy, mà chả may mà cái video trước ấy tôi up lên mà có nhiều anh em yêu cầu tôi làm lại. Ok, đây rồi, hai con zipper rồi anh em ơi. Hai con zipper đây rồi. Tôi sẽ bán nó này đi. Được đấy. Lại chơi lại, nhưng mà trận này biết đâu lấy con zipper nó lại lên 3 sao ở round thứ 20 làm sao, đúng không anh em? Rồi cứ bình tĩnh, tôi chưa biết chơi gì đâu anh em ạ. Đấy, tôi nói vui thì thôi, chứ còn thực ra anh em cũng biết là ở trong game này thì nó có chia thành nhiều các cái player có những cái sở thích khác nhau. Có những cái người ta chỉ chuyên là vào một cái là người ta xác định là người ta eco luôn. Đấy. Người ta đánh, người ta bán hết cờ đi, người ta eco trắng bàn luôn. Đấy, có những cái người thì người ta là coi như là thích là đánh cái thể loại là chuyên đánh chuỗi thắng. Đấy. Và tôi là một trong những cái người mà như thế. Đấy, rất là thích coi như là đánh chuỗi thắng từ đầu. Chính vì thế là tôi thường là tôi sẽ rất là hay là coi như là chốt đồ sớm này, rồi tích bài. Đấy, tích bài rất nhiều, ôm rất nhiều để làm sao để cho bài nó lên được 2 sao. Đấy, cái cặp đôi chắc chắn là lấy rồi. Ở đây tôi cũng sẽ chốt đồ luôn thôi. Đấy, tôi chốt cái giáp thép anh em nhá. Đấy, mà tôi chả có chốt được cái đồ gì cả. Đấy, nhưng mà tôi vẫn cứ chốt. Thực ra là có một cái hai tia đấy, nhưng mà nó không ra live với deadline. Nếu tôi không thèm lấy luôn, nó chốt luôn. Đấy, chốt giáp thép luôn. Chơi gì thì chơi, nói chung là có đồ đầu game thôi. Đấy, để xác định là đánh chuỗi thắng luôn mà. Còn tôi thì tôi cũng không có như là đợi để có thể là eco ra live deadline xong rồi chơi ở đâu. Tôi không chơi eco mà. Nó có ra từ đầu tôi ghép cái hai tia luôn, còn nó không ra thôi nhưng anh em nhớ chơi cái khác. Không có vấn đề gì cả. Chơi bây giờ chơi được nhiều line up lắm anh em ạ. Bây giờ meta quá hay luôn, cân bằng. Chơi cái gì cũng được. Tất nhiên là cũng vẫn sẽ có một cái một vài bộ nó trồi lên. Đấy. Ví dụ như là bộ Berserker này. Warrior à? Warrior cũng được nhá, ghép đồ này Warrior chơi được đấy. Nhưng mà Warrior nó chơi nó lù đủ lắm anh em ạ. Chơi bộ nó đủ lắm, nó không được bay bướm nó lắm, tôi không thích lắm. Chơi cái bộ nào mà múa được cơ. Tôi rất là thích múa nên là tôi thường tôi sẽ chơi những cái bộ mà nó bay hơn. Warrior thì thực ra chỉ cần đấy, anh em cũng biết chơi rất dễ. Cứ mua Warrior ra, Warrior thì mua thôi. Đấy, cứ đủ Warrior mua vào thôi là được mà. 9 Warrior là được, cái bộ 9 Warrior thì cứ thế chơi, nó dễ chơi ấy. Mà nó, cái bộ này nó chơi nó hơi chán. Nên thôi, tôi, có lẽ tôi sẽ không chơi Warrior đâu. Một cái bộ nào đấy mà nó nhiều về cái việc là xếp bài counter đội hình hơn. Warrior thực ra là cứ thế mà chơi thôi, chứ còn cũng không có gọi là xếp bài counter đội hình nhiều lắm anh em ạ. Bộ đấy nó tương đối đơn giản. Thường là... thực ra thì cũng phải nói là thường là nó sẽ ở những cái mức rank thấp, người ta hay chơi Warrior. Nó mạnh, nó dễ chơi. Lên mức rank King Queen ấy thì thực ra thì cũng có nhiều người chơi, không phải là không có. Anh em cũng có thể thấy là một vài cái trận đấu trước mà tôi đã từng up cái clip lên ấy là có CC Ham Vui ấy, là cũng là chọn cái bộ Warrior để làm rank ấy. Đấy, anh em cũng biết là top server người ta cũng chơi Warrior.
Đấy, nhưng mà thực ra thì cái bộ đấy thì nó chơi để mà làm clip thì nó không hay. Đấy, chính vì thế là tôi cũng không hay chọn lắm. Anh em thấy là ở trên kênh của tôi ấy, bộ Warrior thực ra là có một vài cái trận đấu mà tôi chọn Warrior thì thực ra chơi theo cái lối chơi kiểu khác, không phải là up 9. Anh em nhớ không? Là cũng chơi Warrior nhưng mà thường là Hyperon để ra một cái vài con nào đấy con lên 2 sao, ví dụ chơi Tutka 1 tiền nhỉ ạ. Thì nó là làm content. Đấy, nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn. Đấy, hoặc là chơi cái con Aquaman. Đấy, thì cũng là Hyperon ở level thấp thôi. Chơi level 7 thôi, kiếm Aquaman 3 sao. Đấy, chứ không chơi lối bình thường nữa, là up lên 9 rồi chơi 9 Warrior. À, thôi nha anh em nhá, từ từ đã. Cái bộ đấy thì có thể là sau này làm content khác, ví dụ dồn đồ cho God of War chẳng hạn thì tôi sẽ chơi lại. Ok. Dồn đồ cho God of War chơi 2 God 6 2 God 9 Warrior chăng? Hay là 4 God 6 Warrior? Đấy thì nó cũng sẽ là Warrior, nhưng mà cái đấy thì từ từ đã, sau nha anh em nhá. Còn những cái bộ mà tôi chơi về Warrior là tôi gần như tôi đã chơi hết rồi. Nào thì là dồn đồ cho Tutka này, dồn đồ cho con người đá này, con Stone Spirit này, là cũng chơi rồi này. Những cái trận đấu mà rất hay. Đấy, nên bây giờ làm lại thì thực ra thì cũng nó cũng chưa chắc có đã hay bằng những cái trận đấu trước. Nên là thôi cứ để anh em quên đi đã, lâu lâu anh em quên đi rồi làm lại sau. Bây giờ thì thôi cứ từ từ. Úi dồi, con Zipper mãi không lên được 2 sao anh em ạ. Cay nhở, ra mấy con súng rồi đấy. Buộc là phải up 6 rồi anh em ạ. Buộc phải up 6 rồi, đánh giữ chuỗi thôi. Tầm này thì chắc là chơi gì? Chơi mết à? Chơi này chơi gì nhỉ? Ôi, thực ra tôi cũng chưa biết là chơi gì đây. Ghép cái giáp thép nhưng mà lại ra mấy cái quân cờ mà nó đang... nó đang hơi bắn trưởng một tí. Nó phải có một cái con nào đấy mà nó giúp cho tôi nó kiểu co ấy, ra một con co ấy, giúp cho chúng ta có thể khẳng định được đội hình sớm. Bây giờ chưa biết là con gì luôn. Giáp thép ghép sớm thì vẫn có thể chơi được rất nhiều đội hình. Thậm chí là cả Insectoid cũng chơi được nhá. Insectoid trận này cũng được nhá. Cứ từ từ đã. Thực ra cái việc mà chuyển từ mết sang Insectoid thì anh em cũng thấy tôi cũng đã chuyển mấy lần rồi. Đang đánh mết rồi chuyển sang Insectoid. Đây này. Đấy, nó lại thế này. 3 human à, chưa 12 con không? Lại ra Clay human này. Chết thật đấy. Khó nghĩ thật sự luôn. Từ từ đã, bây giờ là có con cho human vào luôn nhỉ. 3 mết kết hợp 3 human. Vẫn kẹp được gấu. Vẫn kẹp được gấu luôn. Nhưng mà tôi thì tôi đang muốn là bởi vì bây giờ toàn một sao ấy. Ở đây có Heaven Bomber này, kẹp Heaven Bomber vào thì ngon hơn ấy. Anh em ạ. Chúng ta kiếm cái công nghệ bất đã. Round này khả năng là vẫn ăn được này. Ăn được không? Ăn được không? Warrior à? 6 Warrior rồi. Thôi không ăn được. Này 6 Warrior rồi anh em ạ. Mà con ọc nó bắp ngu quá, nó lại bắp vào cho con gấu đù đi kia đi. Ô ô ô ô ô ô ô, có khi ăn đấy. Ê ê ô ui ui ui, được luôn, được ui giời, đéo được. Mẹ mất chuối à, mất chuối ở hiệp 9 mới cay như này. Round 9 mất chuối cay đấy nhở. Ui rồi gấu ơi, sao mày không ra trước một round? Đùa, thật là như thế luôn, như trêu anh em ạ. Round trước đấy mà ra là cái con gấu này thì có khi là ngon rồi. Thế chứ này. Mất chuỗi là một trò. Nhưng mà thôi, cho chơi thôi. Cho chơi thôi. Biết đâu đấy nhỉ. Biết đâu bất ngờ ra round sau ra thêm con gấu nữa. Chơi beat luôn, chuyển sang beat chơi. Ok, để xem là round sau gặp thằng nào nào. Còn thằng Ki chưa gặp. Thằng Ki chơi gì? Đang eco. Ui giời. Ui, eco câu gấu à. Ui, eco câu gấu thoải mái đó. Round sau không phải làm gì cả. Giữ được tiền, thế là được rồi. Đấy. Ok. Đội hình này vẫn mạnh anh em ạ. Mặc dù là mất chuỗi nhưng mà vẫn có thể chơi được anh em ạ. Vẫn chơi được, chơi gì cũng chưa biết anh em nhá. Để xem những cái đao dao. Hai con mèo.
Bít à? Không. Hai con mèo anh em ạ. Được rồi, thôi thôi thôi, bàn gấu. Bình tĩnh á, từ từ đã, để xem nào. À, 7 con này luôn á? Không. Từ từ đã, bán con này đi. Đây. Đây. Ok, được chưa? Này đã đủ mạnh chưa? Thế này à? Thế này bỏ gấu à? Ok. Thằng này nó yếu mà anh em. Cứ bỏ gấu ra cũng được. Thằng này chúng ta cần cái free roll. Đấy, gặp thằng này là phải cho free roll vào. Ơ? Thằng này nó bán hết gấu rồi đấy. Chắc tròn tiền à. Rồi tôi xem đồ nào. Đồ này vẫn chưa ghép được cái gì ngon nghẻ à. Insectoid à? Chém lan. Chém lan cho Insectoid vào. Thằng đấy là nó không có ý định chơi gấu đâu. Tôi nghĩ là nó sẽ chơi một cái đội hình nào đấy. Roll cái xem nào. Ủa rồi, Beat à? Tôi không muốn chơi Beat lắm đâu anh em ạ. Tôi không chơi Beat đâu. Chơi Beat nó dễ quá ấy, thật. Tôi chơi Beat thì top 1 luôn. Xác định top 1 anh em ạ. Không chơi Beat đâu. Beat là xanh mà. Beat tôi đang xanh đấy. Tôi gọi là nếu mà bây giờ tôi chơi Beat là tôi xanh vãi đái luôn. Mà thôi không chơi. Không chơi nha anh em nhá. Chơi Beat nó mạnh quá ấy. Nó kiểu nó bị mạnh quá ấy. Tôi đang lấy cái ạc kinh 1 ra nên là tôi không muốn chơi mấy cái đội hình beta lắm. Chơi cái gì để nó bay bay tí nha anh em nhá. Cầm ạc queen thì chơi Beat, đánh nhau với cái thằng khác thì nó phê hơn. Tôi phải nói thật với anh em là nếu mà chơi cái ạc kinh 1 này thì thường là cái trình độ nó, các người chơi nó ở trận đấu này thì chắc là tôi nghĩ là có cái thằng Thái Lan kia là queen thôi, còn lại chắc là kinh hết. Đấy, kinh 2, kinh 3 gì đấy tôi không biết, nhưng mà có thể lạc vào một vài ông queen thì tôi thấy nhận thấy là có cái thằng Thái Lan kia là queen. Còn lại chắc là cũng kinh thôi, nên là trận đấu nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta cũng không cần thiết, chúng ta phải chơi với đội hình beta. Chơi nó bay bay tí anh em ạ. Nhá. Ở đây chúng ta có 3 mét này. Rồi thôi, giải tán mấy cái con zipper, zipbiếc để giải tán thôi anh em ạ. Đây, kẹp mèo vào mạnh hơn. Tận dụng được cái bộ Sivet. Có hai cặp ở đây anh em ạ. Thôi bán zipper đi. Để con gấu này lại làm tăng cơ. Vừa có đam vừa có tăng, thế là được rồi. Đấy, gấu tăng cơ. Khỏe luôn. Ok, con mèo tôi chưa kịp nhảy. Nhưng mà khỏe lắm anh em ạ. Có Agali Clay nhá, là cũng là một cái con mà giáp rất to. Giáp rất to mà có búp máu. Ui anh em ơi. Được luôn này. Một cặp nữa này, thôi bán gấu ấy thôi. Tầm này bán gấu đi cho Saman vào nhỉ. Làm nào để tối ưu hóa cái đội hình này cho mạnh nhất. Chưa cần phải 3 mét đâu. Đây này, như này này. Đấy. Thế này là chúng ta có 3 cặp luôn. Không tham sách nha anh em nhá. Từ từ đã. Từ từ đã. Rao quái thì chúng ta sẽ lại bỏ cái con dơ so vào. Chúng ta kiếm sách sau. Đấy, còn round này ấy, thì chúng ta sẽ sức mạnh đội hình đã. Ưu tiên đầu tiên là sức mạnh đội hình khỏe đã. Ở đây có trượng phép thuật lấy luôn. Chuyện này tôi chơi mết. Đấy, mết. Mết được kết hợp với gì? Saman anh em ạ. Mết Saman bộ hơi meta luôn. Cái tầm này mết Saman thì cái từ tính được cái thời điểm mà tôi làm cái clip này chắc là tôi nghĩ là cũng sẽ ít người chơi mết Saman thôi, nhưng mà tôi nghĩ là chỉ sau cái clip này, cái thời điểm mà tôi phát hành cái clip này này, thì tôi đảm bảo với anh em luôn. Tôi đảm bảo với anh em luôn là Mết Saman cũng là một thế lực luôn. Thế lực đấy. Bởi vì sau cái lúc mà tôi up cái clip này lên ấy, tôi phát hành ra ấy, là cái lúc mà nó update, là sau update. Đấy. Sau update là cái bộ Saman nó sẽ là một thế lực meta. Đấy. Nó sẽ là meta luôn đấy anh em ạ. Còn đây là cái bộ này tôi chơi, là tôi chơi trước, tôi nhận định meta trước luôn cho anh em, nhà tiên tri tuần cơm. Khẳng định với anh em luôn nhá. Sau update đây nó sẽ là cái đội hình meta, rồi chơi thử cho anh em xem. Mà không những là meta mà tôi nghĩ là nó sẽ ở cái tier rất cao đấy. Để xếp hạng đội hình nó sẽ phải là những cái tier đứng đầu. Đấy, chứ không thể là tier thấp được đâu. Đội hình Saman rất mạnh. Sau update là có con tướng mới ấy, Spirit ấy. Cho cái đội hình Saman cũng rất ok nhá. Saman Spirit cực kỳ hay. Meta cũng là do chúng ta quyết định hết thôi. Có nhiều anh em nói đùa ấy, cứ bảo là tôi là ra clip nào là clip đấy đã thành meta. Đội hình mà chơi trong clip đấy
là thành meta. Nhưng mà thực ra là anh em, đấy là anh em nó hiểu nó hơi bị ngược. Thực ra là không phải. Thực ra ấy là tôi tìm ra được cái meta trước anh em và tôi chơi cái đội hình đấy. Sau đấy các anh em chơi theo và các anh em thấy là cái đội hình đấy nó ngon. Đấy các em mới chơi. Chứ anh em đâu có phải là các anh em như là bị tôi tẩy lão để mà không nha anh em nhá, chắc chắn rồi. Các anh em làm gì mà các anh em có thể dễ dàng bị thao túng tâm lý như thế được. Không dễ thao túng tâm lý các anh em đâu. Đấy là do là các anh em chơi các anh em thấy ngon thì các anh em làm theo thôi. Các anh em chơi thử các anh em thấy ngon là các anh em cứ thấy các anh em chơi thôi. Thì nó thành spam nhiều thì thành là thành meta. Chứ còn lấy đâu ra mà tôi mà chơi cái đội hình nào mà nó thành meta được anh em không. Đấy, đấy là do là tôi là ra được cái đội hình mà tôi khám phá nó ngon nghẻ cho các anh em chơi. Thế là các anh em thấy ngon. Các anh em spam nhiều thế là tự nhiên nó thành meta. Dã man thật sự. Đấy chính là lý do tại làm sao mà tôi nói với các anh em là sau cái clip này khả năng cao là cái bộ Saman nó sẽ làm cái thế lực mới. Ui đời ơi, đời ơi, hai già nhá. Hai già kết hợp với mèo Sivet à. Bán một con đi. Bán con nào đây? Orc, bán orc đi. Ok. Cho hai già vào. Tí nữa vẫn là chơi 6 mét thôi. Tí nữa vẫn là chơi 6 mét nhưng mà nó sẽ không cần chơi con orc này nữa. Có rất nhiều con bet khác để chơi, con rớt chẳng hạn. Kết hợp với 5 con mà, đúng không? 5 con vào con rớt kẹp thêm con rồng 5 đô nữa là đủ rồi. Ok. Còn cái bộ Saman này bây giờ chúng ta cũng đủ bộ Saman nhưng mà nó đang 1 sao anh em ạ. Chưa được. Bây giờ lên 2 sao mới chơi anh em nhá. Già lên 2 sao thì chơi. Già lên 2 sao thì chơi Saman. Đấy, mết Saman nhưng mà phải có co cơ. Bây giờ thực ra là vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào con mèo đấy. Mèo cứ giữ lại một thời gian nữa anh em ạ, chưa bán được. Tí bán mèo đó. Bây giờ tôi mới để ý là bây giờ tôi đang có một cái chuối này. Đây ơi, úi anh em ơi, tôi bán mèo được rồi đấy. bán mèo được rồi anh em ạ. Cho Saman vào nhá. 4 Saman luôn. Tôi nghĩ là cái round này cho 4 Saman vào là hợp lý rồi này. Chúng ta bớt một con dài thôi nhưng mà chúng ta sẽ có hàng quân lính ấy, nó nhiều sao. Nó to sao. Đấy, cái giai đoạn này Saman nó làm chùm đấy nhá. Giai đoạn giữa game này mà chơi Saman là rất là khỏe. Cái bộ Saman này nó sẽ yếu về late game. Nó sẽ yếu dần về late game. Chứ còn cái tầm giữa game thì nó đẩy kinh lắm. Có những cái round mà nó sẽ đẩy 30 máu cơ. Ok. Rồi 9, gặp 9 đẹp luôn. 9 feather đủ bộ rồi. Rồi 9 feather đủ bộ này. Ui hay quá. Ra được con God of War 3 sao. Đẩy phát chết luôn. Cái hàng 9 feather mày đấy. Quả quyết định chuyển sang Saman quá là hợp lý luôn anh em ạ. Quả đấy mà để cái bộ Sivet kẹp mèo chưa chắc đã ăn được đâu. Mèo nó đánh vào trong cái bộ feather là nó không tăng được mana. Nó sẽ không bắn được trưởng đâu. Cái đội hình này của tôi là tôi mặc dù là chơi bắn trưởng nhưng mà tôi chả có cái viên ma lăng nào cả. Đen thật đấy. Bài cho thì ngon đấy nhưng mà không có đồ anh em ạ. Vẫn cần một viên ma lăng lắm luôn. Phải có đồ thì mới chơi top được. Còn đánh thế này thì cũng chỉ được vào top 2, top 3 thôi. Mà không có đồ thì khó lắm anh em ạ. Nó rất cần đồ luôn. Đội hình rất cần đồ. Đấy ví dụ như cái thằng này tí nữa nó ra được mấy con gấu assassin 2 sao thứ thì nguy hiểm. Mà tôi round này tôi sẽ biến được con cáo 3 luôn. Đẩy một đống máu. Ôi. Này thì câu gấu với chúng tôi. Đấy rồi. Tí nữa khả năng là sẽ là chơi 6m 6m4 Saman à. 6m4 Saman kẹp với cả hai gót. Tí nữa chúng ta sẽ chơi, tôi sẽ vứt một con Saman rẻ tiền đi. Chúng ta chỉ chơi Saman 4 tiền trở lên thôi. Đấy, kích hoạt bằng Wizard. Anh em nhá. Đấy, chúng ta lên được level 9 thì chúng ta còn kẹp được 4 đỏ nữa cơ. 4 đỏ kẹp với cả 3 mét, 4 Saman, rất mạnh. Ok. Với cái việc mà form đội hình Saman mà sớm như này ấy, nó sẽ dẫn tới cái hệ quả cái trận đấu nó sẽ bị đẩy rất nhanh. Cái tốc độ trận đấu đẩy nhanh lắm.
Bởi vì cái bộ Saman này là một trong những cái bộ mà đẩy khủng khiếp luôn. Nó như là cái bộ đẻ. Nó như là cái bộ đẻ luôn. Đấy, nó sẽ đẩy rất khủng khiếp trong cái giai đoạn giữa game. Tất nhiên là cuối game ấy thì tôi nghĩ là nếu mà để nó trận đấu nó kéo dài quá ấy, thì cái bộ này nó không mạnh lắm đâu. So với Insectoid hay là so với cả Beat Assassin thì cái bộ này nó kém xa nhá. Có đánh giá mà chơi với cả những cái bộ kia thì làm sao mà ăn được, không ăn được. Đấy, nó chỉ gọi là lấy thịt đè người ở cái giai đoạn giữa game thôi, bắt lạt đối thủ ở giai đoạn giữa game thôi. Ok, đây nó gọi là bắt lạt luôn. Già lên 2 sao. Ok. Bây giờ tôi cần là cần gì? Cần con Grand Herald anh em ạ. Tôi đang rất cần con Grand Herald để tôi kích hệ. Rồi lên 9 đã này. Grand Herald là tôi bỏ cái con Deflector ra. Đấy. Rồi thôi. Chúng ta ghép luôn cái gậy tá ác luôn chứ còn đợi chờ gì nữa nhỉ? Ghép luôn đi. Ok. Đấy, chúng ta hai cái đồ trấn phái là có rồi đấy. Huyết trượng với cả gậy tá ác, thiếu mỗi cái Blink thôi anh em ạ. Cay thật. Vẫn đang để dành để giữ cái Blink ấy, nhưng mà chưa thấy Blink đâu. Blink cho già, sau đánh bắn trưởng là phải có Blink bắn trưởng là mới nhanh được. Ui đây rồi, linh hồn lửa thay cho con này ra. Ok, đây là chơi tạm thôi anh em nhá, tí cũng bán thôi. Tí nó kích hoạt Wizard vào thì ngon hơn. Vì chúng ta kẹp thêm được hai gót nữa. Đấy, nếu mà có rớt thì kẹp thêm được hai gót nữa. Tính quá nhờ, chuyện này có nhiều thằng chơi Assassin phết đấy. Hai thằng Hunter, thằng 9 Feather, 9 Feather gặp rồi. 9 Feather gặp rồi này. Thằng Batka 9 Warrior, 9 Warrior đang có chuỗi cộng 7, không sợ lắm. Bộ này đâu có sợ 9 Warrior đâu. Bộ này ăn tốt anh em ạ, đây rồi, gặp rồi này. 9 Warrior không sợ. Ra được hai con Dragon Claw luôn anh em ạ. Một con 3 sao, một con 2 sao, hơi ăn rồi. Hay quá. Xin nhá, xin nhá, xin nhá, xin nhá. Ok. Chuối cộng 7, ui, củng cố đống tiền luôn. Thôi xong rồi. Cố vẩn trận này đã chuỗi thắng đến hết game luôn đi. Ui, Dash Speed này. Ngọt quá nhở. Nhưng mà từ từ đã, Dash Speed này có cần không? Thực ra chơi Saman thì cần quá hết Dash Speed. Thật đấy. Chơi nếu mà lên 10 nhá. Lên 10 là kẹp cái gì? Lên 10 là kẹp vào là 4 Saman kết hợp với cả 6m. 4 Saman 6m. Hay là lên 10 là kẹp 4 Saman 4 Spirit. Ừ nhờ. 4 Saman 4 Spirit thì sao? 4 Saman 4 Spirit 3m cũng được. Thôi được rồi. Ui thằng này nó bắt con rào của tôi. Thôi xong rồi. Bắt con rào của tôi. Nhưng mà vẫn thua cơ anh em ạ. Thế là một điều. Ảo rồi. Thật sự là như thế luôn. Nó kéo con rào tôi ra, nó giết chết con rào trước khi rào bắn trưởng. Thế mà cuối cùng vẫn thua. Thật sự là như thế luôn. Khỏe đến cái mức độ như thế cơ mà anh em. Khỏe thật. Chấp hẳn một con co không có đồ luôn. Vứt hẳn một con co trước khi mà vào trận đấu luôn. Mà vẫn chiến thắng. Anh em biết là nó khỏe cái cỡ như nào. Đấy, anh em cứ thử xem. Khỏe lắm. Rồi. Thằng Queen nó đang có một cái chuôi cộng 5. Nó chơi Assassin. Ok, 6 Assassin. Bây giờ mà tôi ăn được cái thằng 6 Assassin thì nó mới gọi là khỏe này. Đây, khẳng định luôn là bộ này rất khỏe luôn này. Là cái bộ này nhá, là chơi là lên được 11 đấy nhá. Nếu mà tích sách á, tôi chỉ còn có 2 quyển nữa thôi. 2 quyển sách nữa thôi là tôi lên được 11 rồi. Mà ở level 11 ấy. Từ từ đã, chúng ta sẽ gặp cái bộ Beat ở đây. Để xem là tôi tụm lại rồi nhá, chấp vào nó như là quánh vào. Tụm lại cho cáo chọc. Ui thằng này 30 máu xuống hố rồi này. Ui giời ơi. Gặp tôi đi luôn. Cứ tưởng là 6 Beat là khỏe đấy. Không khỏe đâu. 6 Beat chỉ khỏe nhưng mà con cáo lên được 2 sao thôi. Rồi gặp tôi đi luôn ạ. Dã man. Ok. Với một cái đội hình này tôi chắc chắn là lên được 11 rồi. 11 thì nó sẽ là như nào? 6m. 6m kẹp 4 Saman và 2 gót à? Đúng rồi. 6m 4 Saman 2 gót. Nhưng mà phải ra để con rớt nhá. Còn nếu mà không ra rớt thì kẹp Spirit vào vậy. Hiện tại là chúng ta có thể lên một level nữa, chúng ta kẹp 2 Spirit vào.
thêm 2 con spirit nữa và là 4 spirit rồi. Ngon nghẻ luôn. Đấy, thực ra là nó chỉ là con Dark Spirit ấy, tôi chỉ để kích hệ thôi, chứ còn Dark Spirit nó có thể biến thành từ con Saman và nó có thể biến được ra đấy, anh em cũng thấy là Dark Spirit 2 sao. Rất ngon luôn. Ui, mẹ nó có đồ luôn anh em ạ. Cay thật. Vãi đái thật đấy, đồ toàn đồ đánh tay ạ. Thề. Anh em bảo tôi phải lấy cái gì đây? Ồ. Đùa chứ. Cái giáp này có lấy không? Giáp này thực ra là nếu mà lấy cái giáp xương ấy, nó chả khác gì cái giáp thép, tôi nói thật với anh em. Nó chả khác gì cái giáp thép cả, nhưng mà ba cái món đồ đấy thì chả lấy được cái món đồ nào. Thì phải ghép cái giáp thép thôi, chứ còn cái này thì nó chỉ tăng tốc đánh xung quanh thôi, chứ còn giáp thì nó vẫn như cái giáp thép thôi mà. Đấy, nó vẫn cộng giáp như giáp thép thôi, cộng 10 giáp cho những cái con bài xung quanh thôi. Đấy, còn nó không cộng thêm giáp, nó chỉ được cộng thêm là cái gì? Là tốc đánh thôi. Đấy, nó coi như là cái đồ, món đồ rao 25 là không có đồ nha anh em nhá. Anh em thấy nó điều à. Thế mà thể theo nào rồi đứng tụm vào như này vẫn ăn được cái bộ 9 feather. Ảo nòi luôn. Ui đẩy chết luôn không? Ui rồi anh em ơi, đẩy 20 máu rồi kìa. 23 máu luôn anh em ạ, dã man thật sự. Đấy là tôi còn đứng tụm vào cho con Grim Chóc nó bờ linh xuống, nó quẹt cả đội hình luôn đấy. Anh em thấy nó ảo nòi chưa? Rồi thôi chúng ta sẽ lên level 11 anh em nhá. Đợi rớt ra thôi anh em ạ. Bây giờ mới có viên ma lăng. Không sao, có hơn không anh em ạ. Mà nó sớm một tí phải ngon không. Game sắp hết game rồi mới coi như là ra. Ờ mà cái con Grand Herat ở đâu ấy nhở? Mãi chưa thấy Grand Herat đâu anh em ạ. Cay thật. Từ lấy giờ vẫn chưa thấy con Grand Herat đâu. Rồi, giáp băng rồi đã. À đấy, ui Grand Herat đây này. Trời ạ, tôi cũng nhìn thấy nhở. Còi Grand Herat đâu. Trời ạ, nó đứng trước mặt. Trong cuộc sống chúng ta cứ coi như là mong ước có được những cái thứ viển vông, trong khi là cái thứ mà chúng ta cần thì nó có ngay ở trước mặt. Một vòng chạy đất anh em ạ, dã man. Ok. Ôi nhưng mà rớt bạn ở đâu? Bạn ra nhanh lên rồi, hết game mất rồi. Trời ơi, nhanh lên, bọn nó chết hết đấy. Tôi nghi lắm anh em ạ, mới rao 28 thôi. Rao 28 mà bay mẹ hết, gần hết rồi này. Trời ơi, nhanh lên. Rao 28 à, 28 là chắc chắn là sẽ phải đẩy một thằng chết rồi. 29 đẩy thêm một thằng chết nữa là còn 3 thằng. 30, 31, 32, 32 là chết hết. Rớt ơi, ra đi, mày chỉ còn 4 rao nữa ở ra đấy. Không ra nhanh là bọn nó tèo hết bây giờ đây này. Đằng Assassin kia thì cũng ra được Sai Linh Assassin rồi. Ra được Sai Linh, chưa ra được con ngộ không. Chưa ra ngộ không thì vẫn ok. Ra ngộ không kẹp vào 30 Teolith thì cũng hơi sợ một tí. Mà không sao, tầm này vẫn ăn được. Ui, chết rồi, tôi lại quên mất. Tôi lại kéo con già tôi ra. Nhưng già tôi bây giờ nó khỏe chưa kìa. Ôi rồi ôi, già bị vật vào ra đằng sau vẫn sống. Vẫn tung một trưởng, thế thôi. Đi luôn ạ. Dã man, con già này nó có bây giờ nó có cái giáp anh em ạ. Nó có cái giáp cuối. Ui ôi, già này đúng kiểu già trâu bò nhất trong tất cả con già mà tôi từng biết đấy. Anh em ạ, dã man thật sự, toàn đồ tăng cơ. Ui mà ra vừa rồi đẩy một phát chết hai thằng luôn. Quá căng. Thôi trận này không lên được 12 đâu anh em ạ. Nên là tôi sẽ bỏ cái bộ human luôn anh em nhá. Tôi bỏ bộ human đi, tôi kẹp vào 4 spirit vào. Vẫn là kích hoạt 3m, 4 đỏ, 4 spirit. 3m, 4 đỏ, 4 spirit và 4 shaman. Đấy. Ố, cái thằng Queen chết rồi kìa. Thằng Assassin chết rồi. Vậy là chỉ còn Hunter với cả 9 warrior thôi. Thế đi. Kẹp cọc vào ngon hơn không? Nhờ. Ồ, đây đây có cọc đấy. Kẹp cọc vào, đánh với warrior kẹp cọc vào ngon lắm. Anh em ơi, toàn đánh gần thôi. Quả này đẩy vào này 35 máu có đi luôn không? Kẹp Marine vào rồi đúng không? Kẹp Marine vào để làm gì bạn ơi? Ui, quả này 35 máu khi đi luôn đi. Ui, vẫn còn 13 máu. Nhưng mà cái thằng 9 Hunter thì bị tôi đẩy chết luôn, 18 máu. 9 Hunter đuối đấy nhở. Nên 9 Hunter vẫn bị đẩy tận 18 máu ạ.
Dã man thật sự. Đồ đạc này là cũng là ngon rồi đấy. Có liên ghép cái bling không nhở? Rồi Ronald thôi anh em ạ. Hết rồi. Rớt đâu, cho nên rớt nào. Đây là con này được. Chắc là không chơi 6m rồi anh em ạ. Không ra rớt thì thôi, không chơi 6m. Round sau khả năng là nếu mà lên được Kalong thì sẽ có là 2 tia ở đây anh em nhá. Đồ này toàn đồ đánh tay mà. Đồ trâu đánh tay này là chơi Kalong được. Kalong được đấy, đồ rất là nhiều đồ cho Kalong. Ok. Đây này. Có trượng thần bí đây, lấy cái này. Tôi vẫn sẽ giữ cái hai tia trong cá lông. Vẫn còn cái món đồ tôi để ở hàng chờ, yên tâm. Vẫn còn đồ để ghép nha anh em nhá. Ui, cá lông 2 sao rồi này anh em này. Nhưng mà từ từ đã, roll tiếp. Trứng này có thể đập cho Dark Spirit. Ra cá lông đập cho Dark Spirit cũng được. Ui, ra Dark Spirit luôn, hay quá. Rồi từ từ đã, round này 16 giây. Bó nào đây? Từ từ đã nhá, đồ chưa ghép kịp anh em ạ. Từ từ đã, xếp đội hình đã. Round sau chúng ta sẽ cho con ca lông vào. Còn cái hai tia đúng không? Có gậy gai rồi. Ok. Ui nhưng mà không có cửa bạn ơi. Thôi xong rồi. Không có round sau rồi anh em ạ. À. Không có round sau đâu. Úi dù anh em nhìn đẩy nhiều không này. 31 round kết thúc trận đấu anh em ạ. À. Trận đấu diễn ra quá nhanh. Cái bọn Mết Saman này. Tôi thật slow ball vãi cứt anh em nhìn kìa. Tôi cái chuỗi của tôi nhá. Tôi chỉ coi như là thua đúng một cái round đầu tiên. Và sau đấy tôi đánh chuỗi. Và tôi giữ chuỗi đến cuối game luôn. Chơi cái đội hình Saman là nó slow ball từ đầu game đến cuối game. Đấy, kết thúc trận đấu sớm trước khi đối thủ là có thể là form vào đội hình. Why? Đội hình này tôi nghĩ là anh em nên thử nhá. Tôi nghĩ là sau cái clip này tôi ra, có lẽ là trong rank nó sẽ có rất nhiều người chơi cái bộ này đấy. Tôi nghĩ là như thế. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là Saman nhưng mà là kết hợp với cả God Saman người nước. Và trận đấu đấy tôi chơi ở mức rank Queen top server nha anh em nhá. Gặp là coi như là 4 ông top server luôn. Đấy và slow ball lắm anh em ạ. Nó cũng tốc độ nó cũng nhanh như cái trận đấu này luôn. Anh em chưa xem, anh em xem đi hay lắm anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem Glacier kết hợp với Saman nó mạnh đến cỡ như nào khi mà trận đấu đấy tôi gặp một cái đối thủ mà nó phải nói là cái sức mạnh đội hình nó hơn hẳn luôn. Mà rồi tôi vẫn lật kèo một máu hay lắm anh em. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.